Kaneo đã trông nom Tanjiro suốt 2 tháng liền khi cậu ta ngất xỉu sau trận với Thường Lục. Khi Tanjiro lần đầu tiên tỉnh dậy, cô bé đã giật mình rớt cả cái bình hoa. Sau đó cô bé lại ngồi tâm sự với cậu ta một đoạn thời gian. Việc này đã bị Goto phát hiện ra và rất tức giận. Sao mà cái thằng bé thức mà không báo? Kèm với sự uất ức bấy lâu nay, anh ta tranh thủ đã chửi cho Kaneo một trận đã cái nư không ngại ngùng chi cả. Sau đó, anh dùng hơi thở của thủ thư thông báo cho mấy đứa nhỏ này. Kaneo bị chửi cảm thấy bối rối ghê lắm. Cô đơ cái mặt ra toát cả đống mồ hôi, tỏ thái độ xin lỗi cúi cúi cái mặt xuống. Tuy nhiên, trong suốt quá trình đó, kể cả việc Inosuke đến quậy sau đó, thì cô vẫn không mở mồm ra nói một lời nào.